Xin chào quý vị trong chương trình trực diện TV. Trở lại vụ việc về các luật sư. Một vài các luật sư đã rời bỏ Việt Nam và hiện giờ đang trốn chạy ở tại Hoa Kỳ. Chúng ta nhớ cách đây không lâu khi mà báo chí ở tại hải ngoại đã đưa một cái bản tin nói rằng ba luật sư trong cái vụ án Thiền Am là luật sư Nguyễn Văn Miến, luật sư Đặng Đình Mạnh và luật sư Đào Kim Lân đã rời bỏ Việt Nam và đến Hoa Kỳ và hiện giờ đang tạm dừng ở tại nước Mỹ. Thì ngày hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2023, một cái tờ báo Việt ngữ ở tại Hoa Kỳ là cái tờ báo RFA hay còn gọi là Đài Á Châu Tự Do đã đưa một cái bản tin, hay là đúng hơn là một cái bài viết nói rằng các cái luật sư đã phải rời bỏ đất nước bởi vì những cái nỗi niềm của họ như thế này thế khác và cố khổ cái chính quyền của Việt Nam, và họ cho rằng đó là cái lý do chính để mà họ phải ra đi khỏi Việt Nam. Thì thật ra thì khi mà thấy cái bài viết này thì chúng tôi có một số các cái tranh luận. Có thể nói rằng đây là cái bài viết hình như là của Diễm Thi ngày 31 tháng 10 năm 2023, gọi là nỗi niềm của các cái luật sư bị buộc rời bỏ đất nước. Theo như chúng tôi được biết đó, thì ba có luật sư trong đây thì nói rằng là ít nhất là có ba vị luật sư hành nghề tại Việt Nam mà một luật sư đã bị tước thẻ hành nghề vì công khai lên tiếng cho nhân quyền đã phải rời bỏ đất nước Việt Nam để mà đến Hoa Kỳ sinh sống. Thì theo như cái bài viết này thì nói rằng đó, cái luật sư mà bỏ nghề hay nói đúng hơn là tước thẻ hành nghề đó là luật sư Võ Ân Đôn, và trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy rằng ông Võ Ân Đôn đã đến Hoa Kỳ. Đến Hoa Kỳ sau khi mà chính quyền ở Việt Nam, cụ thể là chính quyền ở tỉnh Phú Yên đã dỡ bỏ một cái lệnh gọi là cấm xuất cảnh của ông Võ Văn Đôn đã có mấy năm trước đó. Thì cái việc mà dỡ bỏ cái lệnh cấm xuất cảnh thì đồng nghĩa với cái việc mà cho phép để mà đi ra nước ngoài. Và chúng ta thấy rằng ở phía bên lãnh sự quán của Hoa Kỳ cũng đã làm những cái thủ tục để mà cho phép ông này đi sang Hoa Kỳ, không biết là cái diện nhân đạo hay là cái diện định cư có người bảo lãnh hay không. Và được biết rằng đã đến Virginia và sau đó hình như là đến một cái tiểu bang khác thứ ba để mà sinh sống, rất có thể là Arkansas. Thì đối với ông Võ Văn Đôn thì chúng ta đã biết rồi, chính quyền của Việt Nam, cụ thể là Liên đoàn Luật sư của Việt Nam đã đồng ý với cái kết quả của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên sau khi mà xóa tên luật sư. Ông Võ Văn Đôn cũng đã chống án, chống cái quyết định đó và kiện lên Liên đoàn Luật sư, kiện qua Bộ Tư pháp, thậm chí là kiện tụng ở tòa án nữa, và tòa án hai cấp đều bác các cái đơn hết. Tức nghĩa rằng xác định ông Võ Văn Đôn có những cái sự sai phạm về đạo đức hành nghề, các cái quy chuẩn luật sư, vi phạm luật luật sư. Do đó thì cái Liên đoàn Luật sư của Việt Nam đã đồng ý chưởng chi và tước cái thẻ hành nghề, nói chung là không có cho hành nghề luật sư, tức là xóa hoàn toàn với tư cách luật sư. Thì còn ba người khác là ba người không có bị xóa đến ngày nay, ngay cái thời điểm mà chúng ta đang nói chuyện ở đây, thì kể cả ba luật sư như là Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miến hay là ngay cả Đào Kim Lân, những người mà hoạt náo rất là dữ dội trong cái vụ án Thiền Am đã từng lên trên mạng xã hội, lên những cái kênh YouTube nổi tiếng, là những cái kênh như làm cái gì mà Nhật ký Thiền Am, Thiền U gì đó, rồi kết hợp với luật sư Trần Văn Sĩ, cái kênh mà luật sư Trần Văn Sĩ, và nhiều cái trang mạng xã hội, nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác, kể cả Facebook, và đã đưa những cái thông tin liên tục về cái vấn đề Thiền Am. Và theo đó thì mỗi cái hồ sơ nghiên cứu ở trong cái vụ án đó cũng đã được tiết lộ, rồi cũng được đưa lên, rồi kể cả những cái đơn mà tố về cái chính quyền, hay là đúng hơn là cái cơ quan tố tụng ở Long An sai phạm về tố tụng, rồi vạch ra tới hai mươi mấy các cái lỗi gì đó, nhưng mà những cái lỗi đó đã bị tòa án người ta bác hết. Và những người ở trong ngành, những người mà hiểu biết về pháp luật của Việt Nam thì cho rằng những cái luật sư này là chỉ múa mai, chỉ đưa ra nại ra những cái vấn đề để mà lè thiên hạ, để mà vuốt ve cái đám dân chủ cùi ở hải ngoại hay cái đám chống cộng cùi ở hải ngoại, cái đám mà nó dốt nát về luật pháp của Việt Nam, nó không hiểu rằng rõ ràng là những cái điều mà những cái luật sư đang nói đó là chỉ nhằm là vì bảo vệ cho các cái thân chủ, bảo vệ cho cái đám ở trong Thiền Am. Cái nhóm ở Thiền Am là cái nhóm mà bị công luận hay ngay tại pháp luật cũng xác định rằng
là có dấu hiệu lừa đảo. Nếu mà không có dấu hiệu lừa đảo thì người ta không khởi tố cái tội lừa đảo. Và hiện giờ đang điều tra về cái tội lừa đảo. Còn trước đó thì cái nhóm này là cái nhóm mà gọi là chống lệnh, tức nghĩa là đã vi phạm vào cái luật pháp Việt Nam căn cứ theo cái điều 331 là lợi dụng quyền tự do dân chủ để mà xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, các cá nhân. Theo đó thì người ta thấy rằng cái nhóm đó đã sử dụng cái mạng xã hội, sử dụng các cái kênh YouTube để mà làm những video clip nói xấu về các cái cơ quan, trong đó có cả Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cái cơ quan cảnh sát điều tra của công an huyện Đức Hòa cũng như là cá nhân của một cái thầy tu. Thì những cái việc đó chúng ta thấy rất là rõ. Và căn cứ theo luật pháp Việt Nam thì đã buộc tội, mặc dù là ba cái luật sư Thiền Am này, ngoài ba luật sư này còn hai luật sư khác nữa, nhưng mà hai cái luật sư đó thì không có trốn chạy, không có bỏ nước ra đi, không có từ bỏ cái vai trò luật sư của mình như là ba cái người này. Thì giờ chúng ta thấy là trong cái vụ Thiền Am có năm luật sư thì ngoại trừ ba cái luật sư mà chúng tôi đã nói đó, còn có hai luật sư kia cũng đã từng bị cơ quan công an của tỉnh Long An người ta mời để mà gọi là truy tìm, để mà coi như là để lấy những cái thông tin, bởi vì họ nhận được khá nhiều những cái thông tin liên quan đến cái sự mà tố các cái luật sư này, nhưng mà chưa chi đó thì đã bỏ chạy này. Chưa công an người ta mời mình, người ta triệu tập. Công an mà có triệu tập hay là gửi thư mời là cái chuyện rất là bình thường. Một cái công dân của Việt Nam bình thường đi nữa, một cái anh mà gọi là làm những cái công việc bình thường nhất đi nữa, người ta cũng phải tuân thủ pháp luật và người ta phải chấp hành và phải có mặt ở các cái cơ quan chức năng. Đó mới là một cái người công dân có trách nhiệm. Trong khi đó thì mình là luật sư, công cổ lên nói dữ dằn lắm, dạy dỗ chính quyền là phải làm thế này, dạy dỗ chính quyền phải làm thế kia, giải thích pháp luật là điều này đúng, điều kia đúng. Nhưng mà khi mà cơ quan công an người ta mời tới thì quản hồn, núp, rồi trốn, rồi né, rồi lẫn trốn, sau đó thì bỏ chạy sang Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ rồi đó, thì bây giờ thì lại công cổ lại để mà tố khổ là chính quyền của Việt Nam. Thì theo như cái bài viết này thì chúng ta thấy rằng các cái vị luật sư này đó, chúng ta gọi là luật sư là bởi vì ba cái người mà trong cái vụ Thiền Am, Miến, Mạnh và Đăng thì chưa có, đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa thấy rằng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xóa tên, và ngay cả Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng chưa có xóa tên những cái người này. Nghĩa là những người này vẫn còn tư cách là luật sư mặc dù là đang trốn chạy ở Hoa Kỳ. Có thể nói rằng đó là một cái điều rất là khá lạ khi mà họ đang công cổ, họ chữa là cái đất nước Việt Nam. Thì cụ thể như trong cái bài viết này thì chúng ta thấy rằng nói rằng gia đình của luật sư Võ Hưng Đôn, họ vẫn dùng từ luật sư nha, mà mặc dù là chúng tôi thì không bao giờ dùng từ luật sư bởi vì Võ Hưng Đôn đã không còn là luật sư nữa. Đến Hoa Kỳ ngày 26 tháng 10, nêu lý do gì sao phải từ bỏ đất nước. Thì theo đó thì có nói rằng là người Việt Nam không ai muốn bỏ quê hương đất nước đến một vùng đất mà không bà con họ hàng, không bà con thân thích như tôi thì phải nha. Nhưng tôi phải ra đi. Tôi phải sống trong một xã hội đầy bất công, tham nhũng tràn lan. Là một luật sư thấy những cảnh tượng đó mà không lên tiếng, không đứng về lẽ phải để chống lại những bất công lương tâm cắn rứt. Còn khi lên tiếng thì bị chính quyền trù dập đàn áp. Tôi thì bị tước thẻ hành nghề. Tôi còn bị nguy cơ bị bắt, bị bỏ tù và không được gì cho người dân khi chính quyền tuyên truyền tôi là một luật sư phản động. Đó là lý do tôi quyết định ra đi. Khi mà bị chính quyền đàn áp, có bị chính quyền gây khó khăn, bản thân tôi có nhiều lần đề nghị liên đoàn luật sư cũng ngâm, liên đoàn luật sư bảo vệ, nhưng họ không ngâm, những không bảo vệ mà còn ra quyết định là tước quyền hành nghề luật sư của tôi theo chỉ đạo của các cơ quan đảng, đặc biệt là từ công an can thiệp vào. Thì theo như cái lời trình bày của ông luật sư Võ Hưng Đôn này, thì chúng tôi thấy rất là nếu mà nói rằng là chính quyền mà người ta mà đàn áp mà người ta bắn bắt á, thì rõ ràng là trong những năm vừa qua nó mất tiêu rồi. Người ta khởi tố ông này là có nhiều cái cơ sở cho rằng ông này đã trả lời cho những cái đài báo Việt ngữ hải ngoại, thậm chí là một cái kênh mang trên là Thanh Tâm gì đó, mà cái kênh đó là YouTube và chuyên môn chửi về cái chính quyền Việt Nam, đưa ra những vấn đề mà ở Việt Nam cho rằng là bịa đặt, làm vi phạm theo luật pháp hình sự của Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng thì vẫn trả lời lên đài báo và có những cái lời mà tố khổ rất là dữ dội.
Chính vì vậy người ta mới nói rằng là đã sai phạm và người ta xử lý về mặt hình chính, là tước thẻ luật sư, không cho hành nghề nữa. Và cái cách xét xử đó, đó cái cách xử lý đó, nhiều người ở trong ngành thì cho rằng xử lý như vậy là nhẹ. Nếu như những người bình thường đó, có khi là người ta khởi tố hình sự rồi, hoặc ở trong những cái trường hợp khác có khi là bị khởi tố hình sự rồi. Nhưng mà ông Võ Văn Đôn thì không. Không thì như vậy thì nếu mà nói về cái vụ mà trù dập, cái vụ mà coi như là mà ém, coi như là họ sử dụng cái việc mà đàn áp á, thì trong trường hợp của ông Võ Văn Đôn là còn ở mức độ chứ không phải là đàn áp. Có những cái sự sai phạm mà mình ở trong cuộc mình lại không thấy, nhưng mà người ta nhìn ở góc độ pháp luật người ta thấy. Góc độ đấu tranh là phải dựa theo pháp luật. Đấu tranh làm gì, làm một công dân phải tuân thủ pháp luật, còn pháp luật nó có sai hay là mình đóng góp để mà người ta sửa chữa. Chứ không phải là nói rằng là mình có để là quyền làm ngược lại và cho rằng đó là đấu tranh. Tại sao có đến một hàng chục ngàn người, những cái luật sư ở trong Việt Nam, hàng chục ngàn những cái luật sư ở Việt Nam, nhưng mà không ai mà lại vi phạm như mình, mà chỉ có mình, mỗi mình muốn đứng trên thiên hạ sao, mình giỏi hơn tất cả những cái người khác. Còn quay lại chửi luôn liên đoàn luật sư, chửi bộ tư pháp, chửi tòa án, chửi đủ thứ. Nói rằng là, và chửi luôn cái nghề của mình đang mang. Chửi luôn cái nghề luật sư là luật sư chỉ để trang trí, trang điểm. Luật sư trang trí, trang điểm thì mình thoát khỏi là luật sư đi, mà ở trong đó làm cái gì? Trong khi mình ở trong đó, mình chui đầu trong đó, thì mình lại tự chửi cái nghề của mình. Mình làm hàng loạt những cái vấn đề, ngay cả cái tổ chức luật sư người ta không chấp nhận. Bởi vì anh đã phỉ báng luôn kể cả với cái nghề mà anh đang mang nữa. Còn khi nói đến ba cái luật sư mà gọi là ba luật sư mà chúng ta thấy là trong cái việc mà của cái thiền am đó, đây thì nói rằng là ba cái luật sư Miến, Mạnh, Đào, Kim Lân nhìn ha, phải bỏ Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua. Rồi truyền thông nhà nước hình thông tin là tiếp nhận của công an tỉnh Long An từ A05 đã phát hiện ba luật sư được có hành vi phát tán trên mạng hình ảnh bài viết có dấu hiệu là lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Và luật sư Võ Văn Miến, Nguyễn Văn Miến này nói ngày 30 tháng 4 với đài RFA rằng là tôi buộc phải bỏ ra đi vì chúng tôi là những người đấu tranh cho quyền lợi của người dân, cụ thể là bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động luật sư hợp pháp tại Việt Nam. Thế nhưng đối với Việt Nam không phải là những gì hợp pháp đều được chấp nhận mà phải theo ý của đảng. Chúng tôi đã thoát ra khỏi những người lãnh gì? Chúng tôi đã thoát ra khỏi ý của những người lãnh đạo đất nước. Chúng tôi căn cứ theo pháp luật, hiến pháp và luật của họ đưa ra. Và hơn thế nữa là chúng tôi căn cứ vào các quyền con người thông qua luật nhân quyền, quyền dân sự các thứ này kia nọ rồi nhé. Điều đó, chính vì điều đó mà chúng tôi bị giám sát, bị đe dọa và có nguy cơ bị khởi tố. Chúng tôi bị đẩy đến bước đường cùng phải rời bỏ đất nước. Đây là một mất mát cho những người đấu tranh và cho nhân quyền của Việt Nam. Kinh khủng, rất là hoang tưởng. Có thể nói rằng qua cái lời phát biểu của ông này, chúng ta thấy rằng nó có một cái chuyện gì đó, nó rất là hoang tưởng ở trong này. Ví dụ như chúng tôi mà bỏ ra đi khỏi đất nước là một cái điều mà mất mát cho những cái người đấu tranh ở trong Việt Nam. Kinh khủng, cho những người đấu tranh nhân quyền. Ông bà nói là chúng tôi là những người luật sư đã bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động luật sư hợp pháp. Bảo vệ cái gì? Tất cả những cái luật sư này khi mà bảo vệ những cái vụ án ở trong Việt Nam, thì những cái vụ án mà gọi là vụ án chính trị hoàn toàn là những vụ án thua không à. Khi mà người ta đề nghị 8-10 năm thì xử bảo vệ, xong một lát người ta xử 10 năm. Và khi mà người ta đề nghị có tội thì cãi không tội, một lát thành ra có tội. Rồi khi mà người ta đề nghị cái mức khung như thế nào thì xử vượt khung, xử vượt mức. Như vậy là người ta mới gọi là luật sư toàn thua. Nghĩa là sao? Cãi lấy cho được, cãi để mà làm vuốt ve, làm ru ngủ những cái người chống cộng, làm cho ru ngủ những cái người gọi là đấu tranh dân chủ nhân quyền, họ để họ lầm tưởng rằng những cái điều đó là đúng. Và nói rằng là coi như là bị đàn áp. Thật ra thì ba cái luật sư này, kể cả ông Miến, ông Mạnh, ông coi như ông Lân này, không có ai mà đàn áp cả. Chúng ta thấy rằng ngay cả trong cái vụ thiền am, họ lên trên mạng họ nói lung tung hết. Họ tố khổ về cái cơ quan tố tụng của Long An, họ nói vi phạm điều này, vi phạm điều kia, họ trích dẫn và họ sử dụng những cái nguyên tắc là logic hình thức theo cái kiểu là ngụy biện, để rồi cuối cùng lái thiên hạ, lái người nghe đi. Họ cũng ru ngủ được rất là nhiều người, làm YouTube cũng có khá nhiều người để mà họ xem, bởi vì họ hiếu kỳ. Và một cái đám dân chủ cuội thì nó bơm vào, nó nhảy vào, nó bơm thổi các thứ. Nhưng mà cuối cùng thì cơ quan Việt Nam người ta vẫn để cho nói thôi mà.
cái kênh YouTube của Nhật ký Thiền Am có bị gì đó, có gọi cái nhóm luật sư này có ai mà bị bắt bị khởi tố lần nào đó. Chỉ có một cái là sau đó thì người ta đề nghị để làm rõ một số các cái thông tin, đó là những cái thông tin mà gọi là trình báo đó, thì rõ ràng thì chưa có chi thì đã công cổ bỏ chạy rồi, có cái gì đàn áp đó, thế như người ta khởi tố mình đó, người ta bắt mình hoặc người ta tước thẻ luật sư của mình, người ta khống chế mình cái gì đó mới gọi là đàn áp, như vậy thì bỏ chạy. Và bây giờ thì cái việc mà bỏ chạy sang Hoa Kỳ rồi thì còn nói ngược lại là mất mát cho người Việt Nam. Mất mát cái gì? Dân đấu tranh họ đâu cần những cái người đó như vậy đâu. Họ đâu cần dẫn dắt, không cần ru ngủ bởi một cái đám dân chủ cuội, không có đám luật sư cuội, một cái đám luật sư mà không có hiểu rõ về Phật pháp. Trước mắt là phải tuân thủ luật pháp. Chúng ta thấy ngay cả luật sư coi như là đi ra bào chữa trong cái vụ án Thiền Am, còn công cổ chính là ông Nguyễn Văn Miến, còn nói rằng là phải xóa bỏ cái điều này, xóa bỏ điều luật kia, phải những cái điều đó là nó sai phạm trong cái luật hình sự. Xóa bỏ cái gì? Tòa án nào có quyền để mà xóa bỏ một cái điều luật ở trong bộ luật nào? Tòa án là cái người chấp hành pháp luật, luật sư cũng là chấp hành pháp luật thôi, luật sư không phải là quốc hội. Quốc hội người ta mới xem xét, người ta mới bỏ luật này luật kia, tự nhiên ra tòa nói điều luật đó là vi hiến, điều luật cái tào lao, điều luật nó phải bỏ, điều luật không có. Rất là thô thiển. Một cái trình độ như vậy đó mà nó vẫn để là ru ngủ những cái đám dân chủ cuội. Rồi thật ra trong cái bài viết này có quá nhiều các cái thông tin mà chúng tôi còn phải nói, nhưng mà ví dụ nói ông Lân nè, ông Lân là trả lời, Đào Kim Lân đã trả lời với RFA nói là quyết định bỏ ra đi đất nước của mình là không đâu bằng hành nghề Việt Nam, với lại luật sư Việt Nam, học nghề ở Việt Nam, phải làm ở Việt Nam các thứ gì. Rồi vì cái vấn đề an toàn của mình và gia đình khỏi cái sự đe dọa của công an địa phương, rồi họ sai nhưng mà họ bảo nhau vậy đó, họ nói lung tung. Nhưng mà đến thời điểm này thì chúng ta thấy rằng ngay cả ông Lân thì có cái văn phòng, được biết là khi mà cơ quan công an của tỉnh Long An người ta truy tìm đó, thì người ta vẫn xác minh là có cái văn phòng nơi làm việc, và được những người ở trong cuộc thì nói rằng là không biết ông Lân đi đâu thôi. Chứ thật ra thì người ta có cấm đâu, cái văn phòng vẫn làm việc. Đến thời điểm như hiện nay, tức là đi sang Hoa Kỳ cũng đã mấy tháng rồi đó. Lẽ ra rằng đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh người ta đã xóa tên rồi, người ta đã kỷ luật rồi, người ta đã rút khỏi hành nghề rồi, liên đoàn luật sư cũng phải làm cái điều đó rồi. Nhưng mà đến ngày hôm nay liên đoàn luật sư người ta chả làm gì cả. Cơ quan công an của tỉnh Long An có khởi tố đâu. Tức nghĩa là những người này hiện giờ đang tạm dung ở Hoa Kỳ, đang muốn công cổ lên để mà chứng minh rằng mình bị đàn áp. Nhưng mà thật ra người ta chả có đàn áp gì cả. Mặc dù mấy anh bỏ nước ra đi rồi đó, mặc dù mấy anh công cổ là chửi chính quyền của Việt Nam, chửi liên đoàn luật sư, chửi đoàn luật sư của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà cuối cùng thì người ta vẫn chưa có ra một quyết định gì cả. Nghĩa là sao? Đặt ba cái luật sư này đó vào trong một cái tình trạng phải nói là tiến thoái lưỡng nan ở tại Hoa Kỳ, bởi vì họ rất là muốn chuyển diện để mà cư trú hợp pháp ở tại Hoa Kỳ. Cư trú hợp pháp thì bây giờ là tạm dung thì cũng giống như những người mà đi ở lậu ở Mỹ thôi. Và như vậy thì phải chứng minh là tôi bị đàn áp chính trị, tôi bị bức hại, tôi bị áp bức, tôi phải cần phải ở Mỹ chứ đưa về Việt Nam người ta cầm đầu tôi, người ta bỏ tù tôi, người ta tử hình tôi hay là xử nặng gì đó. Trong khi đó thì bây giờ muốn chứng minh với người Mỹ chứng minh cũng được. Chứng minh với người Mỹ thì mà có nhiều người họ tố cáo, họ đưa vào, họ nói có cái gì đâu, ở Việt Nam họ có làm cái gì đâu. Họ có khởi tố, có tước bằng, anh hành nghề, anh vẫn kiếm tiền một đống cơ mà. Vẫn thậm chí là cái vụ Thiền Am còn đang lãnh tiền, người ta chưa làm xong. Hiện giờ cũng đang có nhiều người họ muốn đòi tiền lại đó. Rồi nói chung là như vậy thì làm sao chứng minh được. Mà nếu không chứng minh được thì lại không có thể mà ở lại Mỹ thoải mái được. Thì những cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Cho nên thì bây giờ phải công khổ lên, phải leo lên những cái đài báo Việt ngữ ở đại hải ngoại để mà tố khổ chính quyền của Việt Nam, phải nại ra vấn đề này vấn đề kia. Thì chúng tôi thấy rằng đây là những cái điều đó nó rất là thô thiện. Thật ra là mình không có binh vực cho chính quyền Việt Nam mà cũng không có binh vực cho những cái luật sư này. Chúng tôi chỉ muốn nói những cái điều nó rất là khách quan thôi. Bởi vì chúng ta phải thấy rằng nếu mà đấu tranh, đúng là ở trong Việt Nam có quá nhiều cái mà người ta cũng cần phải sửa đổi chứ. Quá nhiều cái để mà nó vươn lên cái hoàn thiện. Nghĩa là Việt Nam vẫn phải đấu tranh, cuộc sống vẫn đấu tranh hàng ngày chứ. Đấu tranh để mà vươn lên cái tốt. Và cái ngay trong cái hệ thống pháp luật cũng vậy. Nếu mà gọi là nó hoàn chỉnh, nó là tối ưu rồi, thì người ta gọi là cải cách tư pháp làm cái gì? Cải cách xã hội, cải cách hành chính làm cái gì? Dĩ nhiên là nó có vấn đề, và cái vấn đề nó phải làm sao nó phù hợp với cái tồn tại xã hội.
với cái điều kiện có phát triển nền kinh tế và nó phải tuân thủ pháp luật, và cái sự đề nghị, cái sự mà đóng góp nó cũng phải theo cái trình tự, chứ không phải công cổ là nó tự cho mình là đúng rồi, cho rồi tự hoang tưởng cho mình bỏ đi ra khỏi đất nước là điều thất coi như là coi như là cái điều mất mát to lớn cho những giới đấu tranh gì kinh khủng. Mấy anh làm cái gì, mấy anh có ở trong các cái vụ án đó cũng chỉ là tham dự để cho đủ tụ thôi, chứ làm cái gì, đâu có làm cái gì đâu, đâu có cãi được người nào bỏ không tội không, không. Thì đó là một số các cái vấn đề mà chúng tôi muốn trao đổi ngày hôm nay, và sẽ trở lại những vấn đề tương tự như thế này trong thời gian tới. Chúc quý vị một ngày thật là an lành.